Kính thưa tất cả quý vị, lời đầu tiên Tâm Đức xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả quý vị Phật tử gần xa trong mùa đại dịch gần đây, để cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị bách bảo bình an, tăng phúc tăng thọ, gia đình luôn an lạc dưới sự che chở của ba đời mười phương chư Phật, mọi sự thải đều được an lành trong ánh từ quang của Như Lai, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các vị, trong mùa đại dịch gần đây thì tất cả các buổi giảng của chúng ta đều phải kết thúc và tạm ngưng, đợi đến khi mùa đại dịch qua đi và chúng ta tiếp tục lại các cái công tác Phật sự. Trong giai đoạn này, các vị cần nên tập trung nỗ lực tu tập, ở tại các tư gia cũng không quên nỗ lực hành trì và công cứ niệm Phật đều đặn để thân khỏe, tâm an và luôn luôn phòng hộ các căn của mình trong điều kiện tốt nhất có thể. Xin thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng nguyên nhân cụ thể của mùa dịch vẫn chưa được xác định một cách chính xác từ các cơ quan và tổ chức y tế, thông cáo báo chí. Tuy nhiên đâu đó chúng ta cũng thấy một mẫu số chung thì cổ đức cũng từng có nói, đó là họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập. Tức nghĩa là vạn sự nhân duyên trên cuộc đời dẫn đến tứ đại của chúng ta bất hòa sanh bệnh, cũng từ nơi nghiệp khẩu của chúng ta thâm nhập những món ăn thức uống không vừa lòng thuận ý, nơi thân tâm không được khỏe mạnh, không được nuôi sống một cách kỹ càng trong điều kiện thanh lương, thì chúng ta sẽ dẫn đến sự mất cân bằng của cơ thể. Xin thưa các vị, việc tu tập và nghệ thuật tu tập rất đơn giản. Cổ đức cũng từng có nói tâm bình thị đạo. Như vậy thì thế nào là tâm bình? Tâm bình tức là thiểu dục tri túc. Vì sao tâm bình là thiểu dục tri túc? Bởi khi con người biết đủ thì tâm mới bình. Mà bình ở đây có nghĩa là cần phải có sự cân bằng trong nội tâm và ngay trong cơ thể vật lý của chúng ta. Tâm can tỳ phế thận của chúng ta, tất cả cơ quan của lục phủ ngũ tạng cũng cần phải để ở mức cân bằng nhất có thể, thì chúng ta mới có thể có được một cái cơ thể mạnh khỏe, kiện khương để vững chãi sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong cái tiến độ phát triển quá nhanh của kinh tế và xã hội, vì vậy cho nên nhu cầu từ vật chất đến cảm xúc, tâm lý, tình cảm của con người ngày càng dâng cao. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc là ăn no, mặc ấm, mà chúng ta đã tiến lên những bước là ăn ngon, mặc đẹp. Bên cạnh những cái ăn ngon, mặc đẹp, nếu như chúng ta biết quản lý ở một điều kiện cho phép vừa đủ, thì đó vẫn là những yêu cầu thiết yếu, mang tính nhân văn và cấp thiết cho cuộc sống. Chúng ta biết xây dựng cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn, phát triển hơn, đây là điều đúng đắn. Tuy nhiên, nếu như người không biết tu tập mà phát triển tâm của mình với chiều hướng của tâm tham nó ngày càng gia tăng, thì cái việc ăn ngon mặc đẹp của chúng ta sẽ trở thành những nhu cầu thái quá trong cuộc sống. Các vị có thể thấy, trước khi đại dịch này xảy ra thì các thông cáo báo chí đã cho chúng ta nhiều thông tin về các cái mối quan hệ trong xã hội mà chúng ta cũng cần phải đáng báo động và quan tâm. Các vị cũng có thể thấy, vài năm trước đây đã từng có các bài báo đăng về những tình trạng ấu dâm. Như vậy thì thế nào là dẫn đến những tình trạng ấu dâm đó? Bởi vì nhu cầu cảm xúc tình dục của con người mỗi ngày một dâng cao. Người ta muốn những nhu cầu về thể xác nó thái quá so với mức bình thường, sẽ trở đến những tình huống biến thái, cho đến những nhu cầu thái quá trong cuộc sống. Nó không còn dừng lại ở những sinh hoạt thường tình trong hàng ngày của chúng ta. Cũng như vậy, ở cái mức độ bệnh dịch ngày hôm nay cũng không nằm ngoài lý do đó, mà đa phần của chúng ta ăn uống cho đến thỏa mãn nhu cầu của những giác quan từ cái khẩu thân cho đến cái ý của chúng ta quá mức so với điều kiện cuộc sống bình thường cho phép. Chúng ta có được miếng ăn no bụng để nâng cao sức khỏe và kiện khương thân thể, cho chúng ta có một cơ thể lành mạnh để vững chãi trong công việc. Nhưng đằng này chúng ta có những cái món ăn hết sức mang tính chất gọi là dã man, cho đến hành hạ những loài động vật. Mà đâu đó qua phương tiện báo chí, tôi nhận thấy có nhiều món ăn rất lạ lùng,
Ví dụ như hôm nay chúng ta tiêu thụ những thức ăn từ những con nhộng cho đến là những loài rắn rết, bò cạp, những loài bò sát, côn trùng, rồi cho đến những món ăn được chiết xuất từ thịt, da của các loại thú rừng. Đây là điều các vị cần phải quan tâm. Bởi vì sao? Từ xưa chúng ta chỉ tiêu thụ những thực phẩm từ những loài gia súc gia cầm. Gia súc gia cầm là chỉ chi những loài động vật như là trâu, dê, gà, vịt nuôi trong gia đình đã được con người từ lâu thuần hóa, mang những chủng tính, đặc tính phù hợp cho cái thức ăn thường nhật trong cuộc sống. Có thể người Phật tử chưa ăn chay trường được, tuy nhiên tiêu thụ phần thịt của các loài động vật, nhưng mà phần thịt này thì tiêu thụ như một phần để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng lúc nào cũng phải mang một cái tâm tàm quý, tức là tôi nay phải tiêu thụ mạng của chúng sanh để nuôi sống thân mạng của mình, thì phải sống làm sao cho nó hữu ích hơn và có những cái điều kiện đóng góp cho cuộc đời và xã hội hơn cái sự hiện diện của con vật đó. Và khi chúng ta ăn con vật này thì phải rõ ràng nguồn gốc và ăn trong một sự tiết chế, ăn trong một sự vừa phải. Nhưng hôm nay chúng ta tiêu thụ thịt da của những loài động vật mang tính chất không rõ nguồn gốc, cho đến tiêu thụ không chỉ khoái lạc nơi giác quan ở cửa miệng của mình, mà còn cả trong các cái cảm xúc từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, sự hành hạ thú vật. Thậm chí tôi xem trên phương tiện truyền thông thấy có những đoạn clip đăng tải khi các vị ăn những con vật mà nướng sống con vật đó, hành hạ trên sự đau đớn để lấy thú vui cho cái khoái lạc nơi nhãn quan của mình trước khi cho thịt da của chúng vào trong miệng của mình. Như vậy thì chư Phật ba đời vì thương tưởng chúng sanh ra đời để nói pháp. Mười phương chư Phật cũng đã từng nói với chúng ta là nhất thiết duy tâm tạo, tức là sum la dạng tượng, các cái hiện tượng thế giới quan trên cuộc đời này tất cả đều từ nơi cái tâm tánh của mình biến hiện mà thành. Địa ngục không ở đâu xa mà chính hiện tiền nơi cõi ta bà tâm ta chiêu cảm, nơi các lò mổ đau đớn để xúc não chúng sanh, thịt da máu đổ, đó cũng là địa ngục hiện tiền. Hay trong cửa nhà của chúng ta, trên tấm thớt của mình, trên ngọn dao của chúng ta cũng giết hại sanh mạng những loài chúng sanh để có được miếng ăn cho bản thân của mình. Tuy nhiên, chúng ta chưa phải là một người Phật tử thuần thành, chưa có qua sự tu tập từ vô lượng kiếp mà chỉ nhen nhóm ngọn lửa từ bi mang tính chất thực hành, thì chúng ta cũng cần phải quán chiếu điều này hết sức kỹ càng. Các vị cũng cần nên kiểm thúc thân và tâm của chúng ta trong ba nghiệp thân khẩu ý để không phạm phải những điều tội lỗi đáng tiếc. Và hôm nay đại dịch cũng là một câu trả lời như một hồi chuông cảnh báo để chúng ta một lần nữa quán chiếu về những cách sống, những hạnh lành của mình trong cuộc đời đã đầy đủ hay chưa, những ác nghiệp của mình đã thật sự được kiểm thúc một cách đúng đắn hay chưa, hay chúng ta vẫn còn phước báo thân tướng làm người, sống trong một môi trường, điều kiện, đất nước, xứ sở hiện đại, chúng ta đã quên đi kiểm thúc thân tâm của mình. Mà chư Phật đã từng nói, trên cơ thể của chúng ta có 6 cánh cửa để tạo nghiệp mà các vị cần phải lưu ý. Đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ các pháp. Từ nơi 6 căn môn này của chúng ta, nếu như không được quản thúc một cách đúng đắn thì nó sẽ tiếp thu trần cảnh từ bên ngoài vào trong tâm thức của mình. Nếu không có sự tu tập, không có sự kiểm thúc thân tâm thì bao gồm các chủng tử tốt và chủng tử xấu đều được tiếp nhận và dần dần nhen nhóm trong tâm tư. Nếu như các vị mỗi ngày tiếp cận với những nghiệp ác mà chúng ta không có tâm phòng hộ thì chúng ta sẽ khó lòng mà kiểm thúc để cho ra được những quả báo tốt lành. Tôi ví dụ, hàng ngày như chúng ta tiêu thụ thân xác của những con vật, chúng ta giết một con gà, giết một con vịt, các vị chưa cảm thấy đó là điều tội lỗi. Nhưng ngày qua ngày, các vị dùng nghiệp sát này để nuôi sống thân mạng, giết một con thì còn gớm tai, giết hai con thì còn e dè. Nhưng khi các vị đã sát đến 10 con vật,
thì các vị cảm thấy nghiệp sát này là bình thường. Nghiệp sát giết một con gà, một con vịt thấy bình thường, thì các vị sẽ tiến đến thọc huyết một con heo, cảm thấy đó là bình thường. Thọc huyết một con heo mà thấy bình thường rồi, thì các vị sẽ tiến đến ăn những loài động vật độc lạ hơn. Các vị cũng có thể thấy, ngày nay không ít những người ăn những loài động vật thú rừng hoang dã mang tính chất ghê sợ. Như chúng ta cũng có thể thấy, một nhóm người không từ sự dã man để tiêu thụ thân xác của những con khỉ ở trong rừng mang tính chất rất là ghê sợ, mà đang đương loài khỉ có cái hình dạng nó cũng tương tự giống như con người của chúng ta. Nhưng mà tại sao khi chúng ta giết một con gà thì không có ai gọi là lên tiếng mà phản đối việc đó, nhưng khi sát hại những loài động vật thú rừng như vậy thì nó mang tính chất man rợ hơn và người ta cảm thấy ghê sợ? Vì người ta không quen chăng? Thứ nhất là nhìn nó lạ mắt. Thứ hai nữa, các vị phải lưu ý, khi chúng ta tiến dần đến giết những loài động vật mang cái tinh thần tư tưởng cấp tiến thì nó rất gần với loài người. Nếu như chúng ta giết được những loài vật đó thì khả năng chúng ta tiến đến hành nghiệp sát đối với một người nào đó mà chúng ta không vừa lòng thuận ý, khả năng rất cao, thưa các vị. Và dần dần cái sự thái quá tư tình, vọng tưởng trong cái miếng ăn của chúng ta phát khởi tâm tư một cách không kiểm thúc thì tìm đến những loài động vật độc và lạ hơn. Chúng ta ăn từ con rùa, con chó, con mèo, đến cả ngày hôm nay tôi thấy có nhiều người sát hại cả những con dơi để cho vào miệng, cho đó là thức ăn nuôi sống bản thân. Thì đây là các điều mà các vị cần phải lưu ý. Vì vậy cho nên chư tổ trong luận thư mới thường nói rằng thần thức của một con muỗi thì trong vài niệm sát na nó đã lìa khỏi thể xác, nhưng con gà thì trong một cái khoảng thời gian lâu xa hơn để thần hồn lìa khỏi xác. Đối với một con heo thì lâu hơn nữa, và tiến dần đến những con vật có thân thể to lớn hơn thì nó sẽ rời khỏi thể xác đó với một khoảng thời gian lâu xa, và cho đến con người của chúng ta là phải mất hết 8 tiếng thì thần hồn nó mới lìa khỏi xác. Như vậy thì khi chúng ta tiêu thụ những loài động vật hoang dã cho đến sát hại sanh mạng của chúng sanh một cách tức thì để cho miếng ăn vào trong miệng, thì nơi cái tế bào của những con vật đó vẫn còn những chủng tử sân hận và chưa kịp xả bỏ, tức là chưa đủ cái khoảng thời gian để thần hồn nó lìa hẳn khỏi cái xác. Cho nên cái sự bám víu đau đớn và khả năng thống khổ, cái sự ám ảnh đó sẽ chiêu cảm nghiệp báo của chúng ta trong hiện tại nay và vị lai sau, luôn sanh trưởng trong những quốc độ đao binh chiến trận cho đến những dịch bệnh phải mang lấy vào thân. Đây là cái điều mà các vị cần phải lưu ý. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, dịch bệnh đang tràn lan và tất cả mọi người đều dùng hết mọi biện pháp để tuyên truyền cho chúng ta những cách thức, thì bên cạnh những cách thức để phòng hộ nơi thân của các vị thì các tổ chức y tế đã thông cáo rất là nhiều. Tôi nay chỉ nêu cho chúng ta phải phòng hộ về tâm. Đây là điều các vị cần phải bổ sung và nhấn mạnh. Bởi vì các tổ chức y tế đã dặn dò các vị rất kỹ là phải trang bị khẩu trang cho đến là các hình thức khử trùng, tức là bảo vệ về thân của mình. Tuy nhiên, dạng pháp đều do tâm mà tạo ra, không ngoài ba nghiệp tham sân si. Bảo vệ thân đó nhưng không chuyển hóa ngay trong tâm thức của mình thì đại dịch khó qua. Vì vậy, là những người con Phật, là những người tin vào nhân quả, là những người biết được đường đi lối về của nẻo phải đường chánh, thì các vị cần phải thực hành sửa ngay trong chính cái tâm tư của chúng ta. Nơi ba nghiệp thân, khẩu, ý có những điều gì chưa hợp với sở hành chân chánh, việc làm chân chánh, ý nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, thì chúng ta nên quay lại thúc liễm thân tâm, sám hối và phòng hộ sáu căn của chúng ta. Trong món ăn, vật uống, từ nay trở về sau, các vị cần nên chánh niệm tỉnh giác, rõ biết trong từng mỗi hành động của chúng ta, từng mỗi hớp nước, từng mỗi muỗng cơm, muỗng canh
đều phải nhớ ơn Tam Bảo, hồi hướng tứ ân và chánh niệm trong miếng ăn của chúng ta không gây tạo thêm tội lỗi. Có thân mạng này đã là quý giá trong luân hồi sanh tử, nhưng quý giá hơn nữa là phải biết tận dụng một thân mạng kiện khương, khỏe mạnh để góp phần hạnh phúc cho cuộc sống của mình mai sau và đem đến an lạc và lợi ích cho chúng sanh cộng đồng. Vì vậy, chúng ta hãy phát nguyện từ nay trở về sau, trong miếng ăn, vật uống, cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn môn của chúng ta tiếp nhận trần cảnh với những điều kiện thanh lương nhất, những điều kiện gây đến sự an lạc và giải thoát nhất cho chúng ta trong hiện tại nay và vị lai sau, để các vị sẽ có một tư thái phòng hộ một cách gọi là viên mãn cả thân và tâm, thì các vị mới có thể tránh được đại dịch này trong một cái khoảng thời gian sớm nhất. Các vị cũng thấy mỗi một hữu tình chúng sanh đều có sự cộng nghiệp với nhau trong xã hội, trong cuộc sống, nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó thì nó còn có biệt nghiệp của mỗi loài hữu tình. Trong một điều kiện xã hội cùng đại dịch như vậy, nhưng rồi biệt nghiệp của chúng sanh, có người sẽ thoát khỏi chóng qua, nhưng có người sẽ vương lấy nạn tai bởi do sự không phòng hộ căn môn của mình. Đây là điều các vị cần phải quan tâm. Các vị không chỉ dừng lại ở những hình thức phóng sanh hay là từ thiện bố thí mang tính chất hình tướng thực hành, mà các vị cần phải sửa đổi ngay trong chính tâm hồn của chúng ta. Đó là những điều mà bản thân của Tâm Đức xin chia sẻ và quán chiếu để gửi đến tất cả quý nam nữ Phật tử thiện tín xa gần. Chúng ta hãy cùng đồng lòng để là những tiểu vũ trụ thanh lương gửi đến một đại vũ trụ thanh lương địa Bồ Tát hiện tiền ngay ở chính cõi ta bà của chúng ta, từ nơi công đức tu tập và hạnh lành, luôn luôn biết phòng hộ sáu căn, chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý, mọi hành động, việc làm, suy nghĩ đều đem đến sự an vui, lợi lạc cho mình và cho chúng sanh, không gây tạo khổ não cho mình, cho chúng sanh, cho mọi loài. Đó là điều mà ba đời chư Phật thực. Đó là điều mà ba đời chư Phật thường gửi gắm trong những bài pháp để dạy cho tôi và các vị, mà mỗi nửa tháng chư Phật chỉ đúc kết bằng bốn câu kệ trong buổi bố tát. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Việc ác thì phải dừng, điều thiện mới có điều kiện để phát sanh. Khi việc ác dừng, điều thiện phát sanh thì tâm ý mới hoàn toàn thanh tịnh. Thì đó mới là chân ngôn của ba đời chư Phật giáo hóa độ sanh. Và chúng ta phải cố gắng thực hành như một bản đồ đường đi lối về rõ ràng, thì chúng ta mới giải thoát được cho chính bản thân mình và cho những người thân trong gia đình, cũng như mọi người trong xã hội. Cũng như trong câu Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã có dạy rất rõ: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Hy vọng rằng tất cả quý vị nam nữ Phật tử xa gần, chúng ta sẽ ý thức được những hành động, việc làm của mình ngay khi nghiệp quả đã trổ mang tính chất khổ đau như thế này. Thì hy vọng là toàn thể các vị hãy cùng quán chiếu để chúng ta dùng những tâm thanh lương và từ bi nhất để gửi đến năng lượng bình an cho toàn thể thế giới mau chóng sớm thoát khỏi đại dịch hôm nay. Hy vọng các vị cùng thực hành theo lời Phật dạy và bảo vệ thân tâm của chúng ta trong điều kiện tốt nhất. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.